Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá tiềm năng, năng suất và khả năng thích ứng của một số giống lúa lai 3 dòng được đưa vào gieo cấy tại huyện Nga Sơn. Vụ xuân năm 2023, các giống lúa lai 3 dòng VT868 và Quốc tế 1 đã được đưa vào sản xuất tại huyện Nga Sơn và một số huyện trong tỉnh. Giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính thức thuộc bộ giống chất lượng cao. Thực tế sản xuất cho thấy các giống có tính thích ứng rộng, khả năng đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chống đổ ngả tốt, bông dài, chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt và một số sâu bệnh hại chính như đạo ôn, khô vằn, bạc lá. Hạt gạo thơm và dài, các đặc điểm sinh học phù hợp với nhiều chân đất, nhiều vùng lúa của Thanh Hóa. Năng suất bình quân ước đạt 80 tạ 1 hecta. Kết quả sản xuất các giống lúa lai 3 dòng là điều kiện để tiếp tục mở rộng diện tích gieo cấy trong các vụ tiếp theo, nhất là các vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, giúp bà con nông dân tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Sáng nay ngày 20 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa phù hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lễ ra quân được tổ chức đồng loạt từ tỉnh đến huyện. Với chủ đề truyền thông, đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn, đợt ra quân giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia. Trong đợt này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt mục tiêu toàn tỉnh phấn đấu phát triển được 1.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 2.700 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Ngay sau lễ ra quân, các đội truyền thông lưu động đã diễu hành trên những tuyến đường chính của các huyện, thị xã, thành phố, sau đó chia thành các nhóm nhỏ trực tiếp đến những khu đông dân cư, trung tâm thương mại, chợ để tuyên truyền, giải đáp về chế độ, chính sách, quyền lợi được thụ hưởng, nhằm khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Sáng 20 tháng 5, tại khu du lịch Bản Năng Cát, xã Chí Năng, huyện Lang Chánh, tổ chức khai mạc gian hàng truyền thống và hội chợ quê thi ẩm thực dân tộc. Đây là một trong những hoạt động tại lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023. Tham gia trưng bày có 15 gian hàng của các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, với gần 300 sản phẩm là các sản vật, nông sản, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, mỗi đơn vị tham gia trưng bày còn tổ chức thi nấu các món ăn ẩm thực dân tộc. Đây là cơ hội để đồng bào các dân tộc huyện Lang Chánh giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong và ngoài tỉnh về những sản phẩm văn hóa truyền thống, khẳng định tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của địa phương. Theo kế hoạch, các gian trưng bày sản phẩm nông sản, sản phẩm truyền thống, ẩm thực văn hóa dân tộc sẽ được tổ chức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 5. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác cho khoảng 400 em học sinh trường tiểu học Đông Hải 2. Bằng hình thức tuyên truyền trực quan, dễ hiểu cùng các ví dụ sinh động, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã thông tin về tình hình và nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước, hướng dẫn các em học sinh biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước, các kỹ năng cứu nạn nhân bị đuối nước và kỹ thuật về sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân bị đuối nước, cách mặc áo phao đúng cách để tránh đuối nước khi tham gia tắm biển, sông, suối, ao, hồ và giải đáp kiến thức kỹ năng an toàn khi bơi, phòng chống tai nạn đuối nước. Cũng trong ngày, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thanh Hóa và Đoàn Thanh niên phường Đông Hải cũng đã tổ chức ra mắt công trình phao cứu sinh phòng chống đuối nước tại 7 điểm dọc khu vực đê sông Mã, phường Đông Hải, góp phần giúp người dân, các em học sinh có thể xử lý ban đầu khi có tình huống đuối nước xảy ra. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho các em học sinh, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ an toàn cho chính bản thân trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng tầm các sản phẩm theo mục tiêu mỗi xã một sản phẩm, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất,
xem đây là giải pháp quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Một số sản phẩm như nước mắm, mắm tôm Ô Cốp truyền thống, các khâu từ ủ đến chế biến đều được làm tự nhiên. Tuy nhiên, các khâu đóng chai, chiết rót, dán nhãn và dán tem chứng nhận đều được thực hiện bằng máy móc. Các sản phẩm Ô Cốp khác như củ, quả, công nghệ cao, chè búp sạch, đông trùng hạ thảo, gạo và nem nướng đều sử dụng công nghệ hút chân không, sản xuất trong nhà màng theo hướng hữu cơ, giúp sản phẩm được bảo quản an toàn, dài ngày mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đối với Ô Cốp thì chúng tôi đang hướng tới cái hàm lượng ứng dụng khoa học kỹ thuật càng cao thì cái việc nâng hạng sao và đạt sao cao thì sẽ được chứng nhận cao hơn. Thứ hai là những sản phẩm mà mang tính khoa học công nghệ được thể hiện trên bao bì sản phẩm để công bố một cách minh bạch cho người tiêu dùng trên bao bì sản phẩm, kèm theo đấy là quy trình sản xuất nó đảm bảo an toàn và đúng với việc những công bố trong cái quy trình sản xuất như vậy thì nó sẽ thể hiện được cái sản phẩm nó có trách nhiệm với xã hội. Hiện Thanh Hóa đã có 120 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Ô Cốp năm 2023. Để phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong thực hiện chương trình Ô Cốp của tỉnh, các cơ quan liên quan và tổ Ô Cốp thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Thanh Hóa đã tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào phát triển các sản phẩm Ô Cốp, từ đó giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng thị trường, góp phần nâng tầm sản phẩm Ô Cốp của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài đầu tiên của mùa hè, nhiệt độ trung bình từ 35 đến 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Thời tiết khắc nghiệt nhưng nhiều người vẫn phải gồng mình lao động dưới trời nắng. Dưới cái nắng khoảng 40 độ, vật bất ly thân của những người lao động chính là mũ nón, khẩu trang và áo chống nắng. Họ tranh thủ làm sớm hơn để tránh nắng hoặc tìm cách né ánh nắng rọi trực tiếp vào người. Do đặc thù công việc, những người lao động này phải chấp nhận đối diện với thời tiết khắc nghiệt và cố gắng vượt qua. Bởi với họ, nắng mưa chưa hẳn là điều đáng sợ nhất, mà không có việc làm, không có thu nhập mới là nỗi lo thường trực. Cái trưa từ 1 rưỡi đến 5 giờ chiều là cái ca là ca nắng nhất, là vất vả nhất. Nhiều rác hơn này, thời tiết mùa hè mới trừ 39-40 độ đó. Nhưng nắng thì bọn chị có mua áo thử nhiệt, mặc không cũng đỡ hơn. Trừ nắng thì đến giờ còn phải đi, công việc phải làm chứ. Trong lúc chẳng ai muốn bước ra đường, nhưng vì đặc thù công việc, không ít người vẫn phải gồng mình dưới nắng gắt. Công việc thường ngày đã vô cùng nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt càng khiến họ vất vả thêm bội phần. Thế nhưng họ vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, nỗ lực để mưu sinh và phục vụ cộng đồng xã hội. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng. Đã có nhiều trường hợp phải cấp cứu vì bị ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong những sản phẩm này. Bộ Y tế cho biết các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Dù chưa được cấp phép kinh doanh và lưu hành, nhưng tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở Thanh Hóa cũng như trong cả nước tăng nhanh đến mức báo động. Các sản phẩm thuốc lá mới được đưa vào Việt Nam chủ yếu qua đường nhập lậu, sách tay và người tiêu dùng có thể dễ dàng mua bất hợp pháp trên các trang mạng xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có chứa nicotine là chất gây nghiện cao, độc hại. Ngoài ra còn có khoảng trên 15.500 loại hương liệu được sử dụng. Trong đó, có rất nhiều loại chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe. Khi sử dụng thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng thì nó sẽ tạo ra các cái khói, và trong thành phần của các cái khói này thì có chất gây nghiện, đó là nicotine và rất nhiều các cái chất gây độc hại khác. Chính vì thế mà nó sẽ gây rất nhiều tác hại đối với cơ thể con người, gây nên rất nhiều các cái bệnh tật. Và chúng ta phải kể đến như là các bệnh đường hô hấp như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, các cái tổn thương phổi cấp gây rối loạn chức năng của các cái mạch máu, nó gây nên huyết khối, từ đó thì nó sẽ gây nên đột quỵ. Tại bệnh viện phổi Thanh Hóa, mỗi ngày tiếp nhận cấp cứu điều trị hàng chục bệnh nhân bị viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, nặng hơn là ung thư phổi. Đa phần các bệnh nhân này đều có tiền sử hút thuốc lá từ khi còn rất trẻ. Đây chính là lời cảnh báo tới tất cả các bạn trẻ coi việc hút thuốc lá điện tử như một cách để thể hiện bản thân, giảm stress mà xem thường sức khỏe của mình. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn.
Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.